Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Hello, chào anh em nhá. Một ngày chủ nhật bùng lỗ anh em ơi. Và tiếp tục thôi. Ngày hôm nay lại tiếp tục nhận quà anh em nhá, tích lũy thêm phù thiên diễn. Tuần sau ra sự kiện liên quan đến phù thiên diễn này anh em ạ. Bây giờ thì vẫn cứ là linh thú cứ phải triệu hồi thôi nhờ anh em nhỉ, là miễn phí. Nhưng mà còn có 200 người linh thạch thì không biết là ăn uống được em gì không này anh em ơi. Thế cứ làm mới đi, xem được em gì thì mình búm. Đấy, đấy, có em ứng long này. Ngon rồi, thế thì hôm nay lại phải chơi thôi. Cố gắng làm thêm một số những cái nhiệm vụ để lấy thêm em ứng long nữa. Và hy vọng nó có dòng cường hóa linh thú anh em nhé. Chứ nếu không ứng long mà không có cường hóa linh thú thì hơi thốn đấy. Nếu như mà có cường hóa linh thú thì chơi phản công các thứ là tuyệt vời luôn anh em. Anh như anh em biết thì mình cũng có livestream nhiều về tựa game mình rồi. Mình cũng có chia sẻ với anh em rằng là ở trong server này thì mình sẽ chơi choáng như là phản công. Đó, easy luôn. Rồi, tiên đảo bồng lai là một trong những cái hoạt động mà nó ngốn thời gian vãi cả trưởng luôn anh em ạ. Một trong những cái hoạt động mà nó ngốn thời gian vãi trưởng luôn. Trời đất ơi, mệt thực sự. Nhưng tất nhiên là bang top nào mà chơi được thì chắc chắn là cũng sẽ có thêm nhiều phần thưởng. Thụy thú ban phúc. À hôm nay có, không có, phải 85 mới được 50 người linh thạch cơ. Mà hôm nay mới chỉ mới có 80 thôi anh em ạ. Gói linh thú này, 20 người linh thạch đúng không? Rồi, tiếp tục là nhiệm vụ. Ok đấy, thôi cứ chặt đào cái đã anh em ạ. Làm nhiệm vụ cái đã, để có thể là làm luôn nhiệm vụ vận may nữa anh em ơi. À đấy, quên bố mất anh em ạ. Nhiệm vụ vận may thì sẽ bao gồm là triệu hồi linh thú 3 lần. Mà bây giờ thì lại ra em ứng long ở đây rồi, lại quên rồi, lại tay nhanh hơn não rồi. Thế mới thốn chứ gì. Sạc thế. Rồi, túi cần khôn xem nào. Ở đây có 5 cái à. Check thử xem có ghép được cái ấn ký được không anh em nhé. Nhận thần thông cái đã. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Toàn thế nhỉ. Ghép phát xem nào. Không có ấn ký nào để ghép này. Cái này thì sao đây. Cũng thế luôn. Cái này. Ui được một cái này. Nhưng mà ở cái dòng tít tín tít dưới này thì không ăn thua 6.3 này. Ui bắp quá. Ở trên này thì sao. Ôi rồi ôi, được một cái cường hóa linh thú này. Nhưng mà thôi, mình đang chơi cường hóa sát thương bạo thì nó hợp lý hơn đối với môn phái liêm bạo của mình và em ông già. Thế thôi. Hai tịnh bình thủy à. À lên được level 242 anh em ạ. Tăng tốc này. Đây này. Làm lần lượt thôi. Chọn nhanh phát là tuyệt vời luôn. Hôm nay là không biết đã đạt được cột mốc và đây, hôm qua đang mắc kẹt ở 35.8 anh em ạ. Hôm nay không biết là có vượt được hay không này. Tí nữa mình sẽ vượt nha. Hôm qua vượt mỏi hết cả tay. Ôi thôi chết tôi rồi. Thôi, kẻ bố. Ok này. Mình quên mất không đổi tinh quái nhưng thôi. Chủ yếu là hôm nay thì làm để lấy cái ngựa linh thạch thôi anh em ạ. Khiêu chiến yêu vương này. Khiêu chiến thử xem là đã đánh được chơi anh em nhá. Ây à, nó liên kích vẫn ghê quá anh em ơi. Ây à. Ui à. Ui. Ui à. Đau ấy. Dồ ôi, thốn lắm anh em ạ. Chưa được. Chưa ăn thua anh em nhá. Lại mua thêm đào để all in thôi. All in hết. Nhiệm vụ tăng cấp linh thú này, chia sẻ này. Đủ nhá, vừa đủ anh em ạ. Úi dồi ôi, cường hóa linh thú, trời ơi nó lại là suy yếu vãi cả trường. Làm mới phát hết ngựa linh thạch rồi. Luân hồi điện để mình xem mốc bao nhiêu rồi. Úi chào, 2570. Cần tận 430 cái người linh thạch nữa thì mình có thể là lấy thêm được 150 người linh thạch anh em nhá. Hơi thốn đấy. 10 ngựa linh thạch. Ai xì bà. Tăng cấp lên nhỉ. Nuốt trưởng em cũ phát xem nào.
Ok mà. Hút máu. Thề với anh em luôn, chứ có một cái server nào mình chơi nó được bọn em ứng long cho nó tử tế cả anh em ạ. Cay vậy. Tăng cấp hẳn vào anh em này đi. À, nâng vào ứng long đi nhở. Xem nâng lên level bao nhiêu anh em nhá. Ây da, 20 đấy. Ây da, cũng được nhiều phết là lên 35 rồi này anh em này. Ê, kinh đấy. Sắp đủ nâng cấp lên level cao cao tí là thay ứng long rồi cho ông già lại ghê quá. Nó lại hợp lý quá. 7 à. Vận may thì 8. Gói bên này thì mình mua 2 cái đi. Ok. Rồi. 10 trên 10 rồi đây này. Xem được 250 ở linh thạch hoặc là cái dương pet đỏ không anh em nhá. Chiu. Ôi giời ạ. Mấy hôm nay bắt đầu chuyển sang vận đen rồi anh em ơi. Không còn tí nào gọi là vận may nữa rồi. Khi mà liên tục là 3 ngày liên tiếp rồi. Sự kiện vận may của mình chẳng được cái quần què gì. Đấy, ê, nó mới cay. Tiên duyên xem nào. Ok. Thì như anh em nói đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Và nếu như anh em mà rảnh tay thì cho mình xin một nút like luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều nha. Tiên duyên này. À, có thêm 50 của linh thạch anh em ơi. À, thế thì sẽ làm được cái nhiệm vụ là triệu hồi 30 ngựa linh thạch này. 30 ngựa linh thạch này. Đấy. Hy vọng rằng là đầu tư có lãi. 1 2 lãi 20 ngựa linh thạch. Vãi cả trưởng thật. Đầu tư 60 ngựa linh thạch với cả tiên ngọc các kiểu, lãi 20 ngựa linh thạch. Đỉnh luôn. Quá đỉnh luôn anh em ạ. Nó cứ phải gọi là bùng lổ luôn. Nếu như mình hên số 2 thì không ai là số 1. Xem nào. Cái này thì chờ mình chút nha. Rồi ok đấy. Thêm phần quà nào. Dương kỳ chân truyền thuyết á. Kỳ chân truyền thuyết. Ôi chào ghê vậy. Quả tên nghe sợ quá. Tinh quái tùy chọn này. Với cả linh thú tùy chọn. Hợp lý đấy nhỉ. Được đấy chứ. Vòng này xem nào. Ở đó. Chưa gì nó đã bị ảo ảo Mark Canada này. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao mà đen thế. Hết ngày hôm nay là nó hết rồi. Thế cho nên có khi là không đủ lượt để chơi đấy chứ. Rồi lên tầng 2 nha anh em. Để lên được tầng cuối này thì cũng hơi khoai. Bây giờ phải phụ thuộc rất nhiều nhân phẩm của mình nha. 50 này. Xong 54 lại thêm một phát nữa. Khó nhở. Khó nghĩ đấy. Hoàn thành tặng quà tiên hữu 3 lần à. Cái này thì cũng đơn giản thôi. Tiên hữu 3 lần đúng không. Cái này cho lên 70 đi. Rồi ok này. À, còn gì đâu ta. Kích hoạt huyết mạch này. Thu thập đạo cụ này. Tiêu chiến đấu pháp à. À được. Mấy cái này thì còn dễ làm được anh em ạ. Đằng nào vẫn phải kích hoạt huyết mạch mà. Trong lúc kích hoạt huyết mạch thì mình sẽ đi khiêu chiến đấu pháp luôn. Khiêu chiến thế nào. 3200 tốt cày chay à. Cày chay thật không. Ê. Ê. Choáng ghê phết nhỉ. Ê. Tinh quái là liễu đạo chân. Nhưng chơi choáng sao choáng liên tục gọi vậy. Ảo thực sự. Lửa ấy nhỉ. Lửa đấy. À ông này như chơi né này. Ông này né là đích thực luôn này. Chỉ số né khá là cao. Ý, nhưng mà dính một pha bạo của mình phát là ối rồi luôn. Nhưng mà lại hồi máu kìa. Cú thế nhỉ. Ông này như còn có cả thực hồn chú hay sao ấy nhỉ. Đúng không. À chưa. Mình cứ tưởng là có thực hồn chú rồi. Bởi vì mãi không thấy nộ. Ôi dồi ôi, thấy không. Né khó chịu phết ấy. Dù yêu lực ông đấy thấp nhưng mà
vẫn thắng được mình. Do là mình đánh liên kích nhiều nhưng nên né nhiều thì thành ra là chỉ có búp hồi máu trong đấy chứ làm được cái gì đâu. Mặc dù đeo kháng né anh chẳng ăn thua. Chắc là trong phần huyết mạch của mình phải lấy thêm chỉ số phụ là kháng né thôi anh em ạ. Ui là trời, may quá vẫn thắng này, bạo kích này, ngon. Number 1, 3.200. Trận này trận thứ 3 đúng không anh em nhỉ? Ây à, hôm nay thủ châu này lại còn có cả quỷ tướng đánh HP mình trên 60%, tăng lên 32%, thành ra là đau phết anh em ơi. Nhưng mà có bạo kích. Có bạo kích, đạo pháp đi. Đấy. Trận thứ 4. À, lại ông Bill né à. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Thốn. Thốn này. Ôi. Một pha bảo kích vãi cả trưởng anh em ạ. Ảo thật ấy. Ông top cái chai này như là mình không ăn được cái sao ấy. Thế thôi, reset đánh ông khác. Lý Thất Dạ thử xem nào. Ông này như chưa gặp này. Ây à, cũng liên kích bảo kích ghê quá. Ok, thế anh em nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Để hành trình lên 50k sub của mình sớm nhất có thể nha. Và lên 50k sub thì mình sẽ có một vài cái event nhỏ nhỏ để dành tặng cho anh em. Cho nên là anh em ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em rất nhiều đi. 338k để mình chiến luôn. Tuyệt vời. Đó. Hoàn thành luôn cả nhiệm vụ vận may ở đây rồi này. Úi giời ơi, đạo thư. Không ăn thua rồi. Tiên duyên. Nhận luôn. Có con cóc. Ok nha. Nhiệm vụ. Đấy rồi, tuyệt vời quá. Còn nhiệm vụ này thì phải thu thập xong mới được cơ. Ui, one hit này. One hit phân nữa không? Ui, tiếc quá. Còn đấy one hit thì có phải là ngon không anh em? Mua đây thử đi. Yêu Linh Bảo Tháp, tiếp tục nào. One hit đi, hay quá. One hit đi. Ôi thôi xong rồi. Ôi thôi xong rồi. Hai. Ui, vừa đủ điểm anh em ạ. Vừa đủ điểm. Bởi vì mình sẽ làm thêm cái nhiệm vụ này nữa. Hôm nay thu thập 10 lần đạo cụ tại Phúc Địa. Đi làm luôn anh em ơi. Tránh trường hợp là chuột nó hết thể lực anh em ạ. Thôi, sợ lắm. Đào một thì cũng thu thập. Mấy cái một này thu thập luôn cho nhanh anh em nhá. Đó. Ok chưa. Chờ một phút nữa là mình sẽ bú liền. Bú luôn anh em ơi. Bú thêm một em ứng long nữa. Ngon lành cành đào anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời. Còn nếu như anh em nào mà chơi phản công sớm nhá, thì mình khuyên anh em là nên lấy tinh quái đi và lấy vào liễu đạo chân đi mà nâng cấp lên nhá. Đó. Đấy là chia sẻ thật với anh em như thế. Hoặc là anh em nào mà đen quá mà ra mấy cái em pet mà cũng không có cường hóa linh thú thì thôi, cố gắng lấy đi để có cái dòng cường hóa linh thú cũng được nếu như mà hên. Sạp yêu tháp nè. Ok luôn nè. Trời ơi, nặn hồn à. Nặn hồn nó lại không ra hồn này. Được hai cái này. Không đủ để mua cái hoa màu đỏ này anh em ạ. Thế mới thốn. Bang xem nào. Ôi ôi, hôm nay nào trả giá kém đấy. Hôm qua trả giá thì gọi là xịn xò con bò, nhưng mà hôm nay trả giá thì hơi kém anh em nhá. Nhiệm vụ. Nhận thưởng luôn. Bú thêm tí đào nhỉ. Đây rồi, 100 đào tiên này, 10 tịnh bình thủy này. Nó cứ phải gọi là hợp lý anh em nhá. 1.000 đào, 1.000 đào. À đây, tịnh bình thủy đi. Đấy. Thế là mình đã có bao nhiêu rồi? 245 rồi anh em ơi. Để mình xem level tiếp theo sẽ là 269 ở Vườn Hải 7.14 anh em ạ. Đấy, giảm được 1.25, 1 tiếng 25 phút luôn nha. Túi càn khôn này. Linh thú chắc Việt. Để mình xem còn em gì chưa có ta. Ràng buộc này. À đây này, thủ 2% à. Phản công nhạy bén, thủ né. Ui giời. Thế thì chỉ còn mỗi em này là hợp lý thôi này. Em này là em tinh tinh đúng không? Lấy luôn em tinh tinh. Đây rồi. Dùng luôn nha. Thế là cái ràng buộc này của mình có thể kích hoạt thêm thủ 2% này.
Được hay chứ? Linh thú. Thả bớt nha anh em ơi. Nuốt chửng luôn này. Ok. Con này nữa. Nuốt chửng. Ok. Nuốt cho vui thôi anh em ạ. Bây giờ thả. Ok kìa. Thả cơ mà. Xác nhận luôn. Easy á. Ok kìa. Bạo kích này. Hôm nay một số món đồ tăng khá là nhiều lực chiến anh em nhé. Ok. Bây giờ nó cứ bắt ấy nhỉ. Xác nhận luôn này. Thả nốt em tinh tinh đi anh em ạ. Rồi, lấy tài nguyên nâng cấp cho em này thôi. Đấy, trong Wax Select ngay có cái gì đâu. Phúc địa. Thu thập. Thu thập. Và tiếp tục là thu thập. Có bao nhiêu nhiệm vụ rồi? 7 trên 10 đấy. Sau nốt 3 nhiệm vụ kia là hoàn thành nha. 3 trên 3 là mình chắc chắn sẽ được một em Ứng Long nữa anh em ơi. Perfect luôn á. Tinh quái này. 1 2 275 rồi anh em nhá. Tích cực chặt cây là sẽ ra nhiều cái vé cho một tinh quái thôi anh em ơi. Bảng quần hùng thì thôi. Bí cảnh lục đạo này. À đúng rồi, bí cảnh lục đạo mình cũng chưa vượt nhỉ. Chưa vượt mấy. À, đánh này có thời gian đánh thì nó sẽ hợp lý hơn. U là trời. Ui da. Phản công các thứ ghê phết. Ui, nó kháng bạo sao nhỉ. Nãy giờ mình đánh mình chưa thấy bạo kích phát nào. Thốn đấy. Nhưng mà vẫn qua được anh em ạ. Rồi, tinh luyện trang bị xem nào. À, đang bị thiếu cái viên này đúng không? Viên này kiểu tăng bậc cái gì. Tí nữa sẽ đánh thôi. Phúc địa xong rồi này anh em ơi. Rồi, tuyệt vời quá. Đấy, có thêm một cái nữa anh em ạ. May quá. Lụm luôn thôi. Thế là có thêm một cái dương nữa rồi anh em ơi. Tiếp tục nào. Ở đây thì lấy cái này đi. Chọn bừa cho vui mà, chứ còn không đủ đâu anh em ơi. Một phát, ôi, one hit này. Sạp yêu tháp 60 à? 60. Ô, mình quên mất là cái này nó có tích lũy lại cho lần sau không nhỉ? Thôi cứ để đấy xem nó có tích lũy lần sau anh em nhé. Nếu như lần sau mình chơi được thì lại ngon quá. Tích lũy lại mua những vật phẩm xịn xò luôn thì nó sẽ hợp lý hơn. Liên kích bạo kích 37 à? Khoan. Khoan đã, để mình check thử xem tỷ lệ. Ôi, thôi, không đổi nữa đâu. Liên kích đang quá nhiều mà bạo kích bị thọt đi ghê quá anh em ạ. Tách 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 tách. Và bây giờ thì mình sẽ lấy thêm một em Ứng Long nữa anh em nhé. Linh thú truyền thuyết này. Dùng luôn. Ứng Long. Liệu rằng là dòng gì đây? Ôi, hồi hộp quá anh em ơi. Công. Nuốt chửng em cũ xem nào. Ôi thôi chết rồi. Quên mất anh em ạ. Cài lại cái đã. Lần trước mình quên, mình cứ quen tay mình nuốt nhưng mình không cài lại sao nhỉ. Nuốt chửng nha. Giống gì đây. Kháng liên kích. Chán vai cả nổi anh em ạ. Chứ tin được.